Em chăm mô tô thành phố Hải Dương. Hôm nay lên sóng và giới thiệu cho tới tất cả gia đình nhà mình xem cái mẫu xe Ford Escape sản xuất năm 2004, cái đầu năm 2005. Số tự động, máy 3.0 nhá, máy xăng, xe gầm cao 5 chỗ. Chiếc này form mới rồi các bác nhá. Hiện tại thì bên em đang có 3 chiếc xe như thế này. Nhưng mà hai chiếc kia là đời thấp hơn. Đời thấp hơn thì đèn nó sẽ khác và nó sẽ không có clock. Còn chiếc xe này thì có clock rồi các bác nhá. Chiếc xe này có clock rồi. Và đèn mới, form mới đấy, các bác có thể nhìn, nhìn đấy đúng không ạ? Em mau quay các bác xem về hình thức bên ngoài của chiếc xe này nhá. Quay các bác xem xung quanh một vòng chiếc xe này trước, xong sau đó thì em sẽ quay chi tiết các bác nhà mình xem sau từng bộ phận một. Chiếc này thì bên em đang chuẩn bị cho đi rút hồ sơ cho nên tháo biển ra rồi. Đấy, các bác nếu mà có nhu cầu mua chiếc xe này về thì chỉ việc đi bấm biển thôi nhá, thì bên em đã rút hồ sơ. Chiếc xe có lớp sơn màu trắng rất là đẹp, và thân vỏ chiếc xe này đây là còn rất là đẹp nhá, không bị va quẹt gì, cho nên là thân vỏ rất là căng luôn. Và sơn xịn của chiếc xe này cũng còn tương đối là nhiều đấy ạ. Đấy, sơn xịn còn tương đối là nhiều luôn. Và nội thất thì rất là đẹp nhá. Đây là một chiếc xe còn khá là cứng. Các bác nhà mình đang quan tâm đến những chiếc xe mà có Escape, mà đặc biệt là cái con màu trắng này. Đấy, xe màu trắng và nó còn chất như chiếc xe này thì mời các bác qua bên em xem nhé. Đi theo này em sẽ quay làm sao chi tiết để các bác nhà mình xem và cảm nhận. Đấy, có clock các bác nhé. Đấy, có clock rồi. Đấy, qua qua phần nội thất là như vậy. Em đang quay sơ qua phần nội thất để các bác nhà mình xem nhé. Nội thất màu vàng kem, còn ngoại thất của chiếc xe là màu trắng. Chiếc xe có cái máy và số rất là ngon luôn đấy ạ. Chiếc xe này thì bên em cũng cam kết và đảm bảo với các bác luôn là xe không bị đâm đụng, không bị va chạm, không bị ngập nước, xe không gây tai nạn các bác nhé. Và các bác mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc là đổ xăng chạy thôi. Còn này, ngay bây giờ em sẽ quay sát và phần chi tiết để tới các bác mình xem. Các bác xem video của em thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những mẫu video khác sớm nhất nhé. Em đăng cái chiếc xe nào lên thì các bác sẽ tiếp cận và được biết luôn khi các bác ấn đăng ký kênh. Các bác ấn đăng ký thì các bác hãy nhấn thêm một lần nữa là nhấn lần thông báo chuông nhé, để theo dõi tiện hơn. Các bác thấy là đây là phần đầu của chiếc xe Ford Escape, một chiếc xe rất là to cao và rất là rộng rãi, nhìn rất là hầm hố luôn đúng không ạ? Đấy, cụm đèn pha của xe đây nhé các bác nhé. Đấy, pha của xe là còn rất là sáng. Và đèn pha này vẫn là đèn pha xịn của xe nhé, chứ không phải là đèn pha đã thay nhé các bác nhé. Đèn pha xịn luôn. Đây, mặt ca lăng này các bác thấy này, rất là sáng bóng đúng không ạ? Rất là sáng bóng và rất sạch sẽ, rất đẹp luôn. Và lớp sơn có lớp sơn rất là bóng luôn này các bác xem. Và chiếc xe có một dàn lốp còn rất là đẹp. Na răng cũng thế đúng không ạ? Na răng và lốp rất là đẹp luôn. Chiếc xe được trang bị phanh ABS 4 bánh rồi nhá. Còn túi khí của chiếc xe này là có hai chiếc, một chiếc bên phụ, một chiếc bên lái. Em quay qua xem sau. Còn đây là phần nóc của xe này. Chiếc xe được trang bị cửa lốc và có cả giá lốc ở trên. Sơn xi rất bóng mượt nhá. Đấy, rất là bóng mượt luôn. Và thân vỏ đây, có nghe này, gõ kêu loang quang luôn. Đúng không ạ? Gõ kêu loang quang luôn. Có bậc bệ lên xuống đầy đủ hết nhá. Đấy, một dàn lốp rất là giá trị luôn. Đấy các bác xem này, rất là giá trị. Lốp còn khá là mới đúng không ạ? Nếu mà lốp mòn thì các bác biết là về mình thay cũng phải mất tầm khoảng mười mấy, gần 20 triệu một bộ rồi đúng không ạ? Bộ này, một quả này nó phải tầm khoảng 4 triệu các bác nhá. Tầm khoảng 4 triệu mới các bác mới mua được cái quả lốp này. 44 thì 16, tầm khoảng gần 20 triệu rồi đúng không ạ? Và đây là phía sau của cái chiếc xe Ford Escape, các bác nhìn mình xem. Đèn trước đèn sau của xe rất là sáng đúng không ạ? Các bác thấy này. Và đèn zin theo xe nhá. Đây, đèn đây ạ. Và xe thì được trang bị camera lùi rồi. Camera màn hình đầy đủ nhá. Mà màn hình của chiếc xe này là màn hình xịn luôn đấy ạ. Tiếp quay các bác xem. Đấy, đây là cái phần cán sau xe đây. Các bác thấy có cảm biến đúng không ạ? Có cảm biến luôn. Cái dòng xe Ford Escape này
Nếu các bác mà đã từng đi thì các bác cũng biết là cái độ đầm độ chắc của nó, đúng không ạ? Chiếc xe này, dòng xe này chạy rất đầm và cực kỳ là chắc chắn luôn. Rất là đầm và rất là chắc chắn. Các bác nào mà đã từng đi thì các bác biết. Gầm cao đúng không ạ? Và với giá tiền thì chưa tới 200 triệu các bác nhé. Bác nào có nhu cầu mua chiếc xe này hoặc là đổi thì các bác cứ alo cho bên em để được tư vấn thêm nhé. Đây em quay các bác xem. Một dàn lốp rất là mới đúng không ạ? Các bác gọi điện cho bên em theo số điện thoại là số 093 85 86 307 các bác nhé. Và địa chỉ xem xe tại số 156 Ngô Bệ, phường Tân Thành, phố Hải Dương. Bên em thì rất là nhiều xe, để tiện em quay các bác xem qua vòng bãi của em luôn nhé, bãi xe em luôn. Rất là nhiều luôn, để dọc đường ngoài kia luôn đúng không ạ, đây các bác xem. Rất nhiều. Bên em thì chuyên kinh doanh ô tô cũ với giá tiền từ trên dưới 100 triệu cho tới trên dưới 500 triệu nhé. Rất là nhiều các chủng loại. Các bác mà đang quan tâm đến những dòng xe ô tô cũ thì mời các bác qua cửa hàng em để được xem xe. Ưng chiếc nào thì bên em để cho các bác chiếc xe đó và đảm bảo là giá cả và chất lượng xe là phù hợp nhé. Đăng kiểm của chiếc xe này còn đến tháng 7 năm 2020, khá là dài. Xe vừa mới đăng kiểm xong. Và đây các bác xem này, nước sơn rất là đẹp, rất là bóng và rất là đẹp luôn. Và thân vỏ rất là căng, đây các bác thấy này, quay rất là kỹ. Đây là cái gioăng nhá, chứ không phải nó bị hở đâu nhá. Đây là cái gioăng, gioăng nó lòi ra nhá, chứ không phải bị hở đâu ạ. Đấy các bác, mình đang quan tâm đến cái mẫu này thì các bác hãy xem kỹ, thật kỹ qua video của bên em. Còn bác nào gần thì mời các bác đến xem xe trực tiếp để chạy thử cảm nhận luôn nhé. Còn bác nào xa thì xem kỹ qua video. Và nếu cần thêm hình ảnh thì bên em sẽ gửi hình ảnh qua Zalo cho các bác xem. Đấy, từ cái đèn gầm nó còn rất là đẹp đúng không ạ? Đặc biệt là cái khu vực khoang máy nhé, rất là sáng luôn. Và ngay bây giờ thì em sẽ quay các bác xem phần nội thất bên trong của chiếc xe nhé. Mở tất cả cánh cửa ra và quay thật chi tiết. Chi tiết có cái mình xem nhé. Đây rồi, chiếc xe số 59 à. Em sẽ mở tất cả cánh cửa ra để các bác nhà mình nhìn nó được sáng hơn, kỹ hơn. Các bác đợi em một chút nhé, em đang mở cửa. Đang mở cửa, các bác đợi em một chút xíu. Cửa đang vướng con Innova nó không mở được ra. À, thôi được rồi, em sẽ cái cánh đó thì chỉ mở hé hé thôi vì đang vướng con Innova. Bây giờ thì em sẽ quay các bác nhà mình xem cái cánh đằng trên của bên lái trước nhá. Đấy, chiếc xe có nội thất là màu kem, nhìn rất là sáng bóng đúng không ạ? Đây là chi tiết cái phần nội thất bên trong của xe đây các bác nhá. Ở chỗ này thì nó hơi bẩn một chút này, nghe mình vệ sinh thì rất là ok thôi nhá. Đấy, gương kính của xe là hoàn toàn là bằng điện, chỉnh điện hết. Đấy, đồ nhựa của xe rất là sáng các bác nhá, rất là tươi và rất là sáng luôn. Bây giờ thì em sẽ quay sâu bên trong nội thất để tới các bác nhà mình xem nhé. Đấy, bộ gioăng cửa các bác thấy nó cũng còn đẹp đúng không ạ, không hề bị sứt. Bộ ghế da màu vàng kem rất là sáng luôn. Ghế da còn rất là mới nhá, đây các bác xem này, rất là mới luôn. Đấy, em đi đến đâu em sẽ quay thật kỹ và sẽ tả chi tiết các bác xem và nghe biết luôn nhé các bác nhé. Đấy. Đây là phần tắp nô của xe này. Còn đây là vô lăng nhá. Cái vô lăng cái chỗ này chủ xe người ta hay cầm vào nó rách cái phần da ra đúng không ạ? Còn những cái bộ chỗ khác thì các bác thấy này, vô lăng rất là đẹp luôn. Đấy, tích hợp túi khí ở giữa luôn đi các bác nhé. Đấy, và đồng hồ đấy ạ. Và tắp nô. Đấy, chủ trước cũng đã được lắp thêm một cái màn hình, màn hình và camera đùi rồi. Và đây là cái hệ thống điều hòa của xe nhé. Và chiếc xe này được trang bị hai cầu nhé, hai cầu điện luôn nhé. Đây các bác xem này, đây chính là nút cầu của xe này,
hai cầu chiếc xe vẫn còn đầy đủ luôn nhé. Đây, các bác mà mua chiếc xe này về mà đi cần sử dụng hai cầu đấy thì vẫn còn đầy đủ cho chiếc xe này. Ở trên đây em quay clock các bác xem luôn nhé. Đấy, clock của xe đây, clock vẫn hoạt động tốt, vẫn ra vào rất là trơn tru. Và đây các bác xem tiếp nhé. Đấy, từ những con ốc khóa cánh cửa của xe nó còn rất là sáng này. Đấy, đúng không ạ? Chi tiết phần nội thất bên trong của xe đây, các bác thì mình xem. Có một vài điểm nó hơi bẩn nhá, ví dụ như chỗ này chẳng hạn thế, đúng không ạ? Hơi bẩn đi thì các bác thì mình về vệ sinh nhá. Bên em nhiều xe với lại ra là không có thời gian cho nên là chưa vệ sinh được. Nhưng mà sau ngay video này thì nếu mà rảnh em sẽ cho người vệ sinh luôn. Em có một người chuyên vệ sinh xe cho bên em. Đấy. Nhưng mà xe thực ra là đông quá thì không vệ sinh kịp, chứ nào bẩn quá thì cho vệ sinh thôi. Đây phần trần đây nhá. Đây cái khoang đây cái khoang đằng sau xe đây. Đấy, da rất là sáng đúng không ạ? Và rất là mới. Một bộ cái da mới nhá. Bộ cái da mới tinh luôn. Vâng. Đấy thì tiếp theo thì em cũng sẽ di chuyển xuống phía bên dưới và quay các bác xem phần bên dưới của xe. Rất rộng đúng không ạ? Đấy, chiếc xe có cái khoang cốp rất là rộng rãi luôn. Ở đây nhá, lý vẫn còn rất là đẹp đúng không ạ? Lý sau của phần ghế này các bác thấy này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và em mở cái phần đằng sau nhé. Ở dưới đây là để lốp dự phòng các bác nhé. Lốp dự phòng đặt được đặt ở vị trí ở dưới đây. Đấy, những phần nhựa của xe các bác thấy đấy, rất là sáng luôn đúng không ạ? Sáng rất là đẹp luôn. Đấy, đứng vị trí này thì các bác có thể nhìn thấy tổng thể cái phần nội thất. Bây giờ em sang bên phụ và quay các bác xem nốt cái phần bên phụ nhé, phần nội thất bên phụ. Em quay các bác xem kỹ hơn nhé. Bác nào xa xem kỹ qua video của em. Nếu mà các bác mà ưng rồi thì bên em sẽ vận chuyển cho các bác tận nơi luôn nhé. Nếu các bác có nhu cầu thì bên em sẽ vận chuyển tận nơi luôn. Phí thì hai bên tính toán thôi. Có một tấm xà thảm lót ở trên rồi. Sàn này vẫn là sàn lý nhá, sàn lý nguyên của xe luôn. Đây các bác thấy cửa đóng rất là chắc. Tiếp theo đây thì em sẽ quay lốt để các bác mình xem lốt cái phần bên phụ nhá. Cánh bên phụ này. Đây các bác keo chỉ này. Keo chỉ nguyên zin hết. Và những con ốc khóa cửa cũng rất là sáng đúng không ạ? Đây phần tắp ni cánh cửa đây nhá. Và đây là phần vách này. Đấy các bác xem, rất là sáng luôn. Tổng thể cái phần tắp lô của chiếc xe đây ạ. Bên đây được trang bị một túi khí nhá các bác nhé. Đấy, túi khí bên đây này. Ở chỗ này thì hơi vướng nên em không mở được hết cửa ra. Nhưng mà quay thế cũng khá là chi tiết rồi đúng không ạ? Nội ngoại thất em quay cũng đã gọi là tương đối. Bây giờ thì ngay sau đây em sẽ mở tất cả những cái phần khoang cabo ra và quay các bác xem phần khu vực máy nhé. Các bác đợi em một chút em sẽ mở cái phần khoang máy ra quay. Máy rất là đẹp luôn. Đây em sẽ mở cabo lên. Đây là tổng thể cái phần khoang máy của xe đây nhá. Đây các bác thấy máy sáng không ạ? Máy rất sáng và rất là đẹp luôn đúng không ạ? Cái phần da máy nó còn rất là sáng. Đây các bác xem này, da máy rất là sáng luôn. Và đây cabo nhá, quay cả cabo luôn. Cabo lý trông lóng vẫn còn rất đẹp này, còn zin rất là đẹp luôn. Vâng, vừa rồi thì em Trong cũng đã quay và giới thiệu khá là chi tiết về chiếc xe quay kết rồi. Các bác hãy xem và gọi điện cho bên em để được tư vấn thêm nhé. Theo số điện thoại 093 85 86 307 nhé. Và rất là nhiều xe với tập tiền trên 100 triệu. Đấy, mời các bác đến xem xe và cảm nhận. Những chiếc xe sốt động như là Mondeo em đang có mấy chiếc này, Maglot đang có 4 chiếc, 5 chiếc.
đấy, và Lexus rồi BMW rồi Mercedes nhá, rất là nhiều luôn ạ. Đấy, mời các bác đến xem xe để được biết thêm thông tin của về những chiếc xe đó. Còn chiếc xe này thì em cũng đã quay và cũng đã giới thiệu về xe rồi. Còn về vấn đề là máy móc hay là về máy số của xe thì các bác yên tâm về chiếc xe này nhá. Hình thức em đã quay rồi và xe thì cũng vừa em cũng đã nói với các bác là xe không bị đâm đụng, không bị va chạm và ngập nước, thân vỏ đẹp, không han mòn. Khá là chi tiết rồi đúng không ạ? Ok, em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ video của em. Cảm ơn ạ.